Bữa nay con ốm quá vậy Tina, bệnh đó thấy không, thò tay vô móc luôn chứ làm sao. Rồi em xịt làm sao vậy? Trời ơi, tivi kìa, tivi rồi, tivi nè, dọn chuồng cho tivi nữa kìa. Từ rồi, từ tôi dọn chuồng cho tivi luôn. Rồi bây giờ là mình xịt cước cho nó sạch nha mấy bạn. Rồi lấy cái cây này chà quét. Tina nói lời cảm ơn đó mà. Nè, xịt lên phía trên cái này để nước nó đuổn mấy cái giỏng rồi, cũng làm rửa lại đi giặt giỏng nữa. Tôi sẽ hướng dẫn em chăm sóc rái cá toàn tập luôn bữa nay, cho mấy bạn thấy cực khổ là thế nào. Tự nhiên người ta sống yên bình ngoài thiên nhiên, bắt người ta về còn chút xíu chưa mở mắt, rồi biến hóa người ta từ một cái thần thú bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên, thành y như một con chó giữ nhà vậy, rồi bị nhốt trong lòng tù đầy. Tina với TV giờ muốn trở về thiên nhiên cũng đâu có được, chỉ có thể đi theo bảo vệ người cá tiên cá thôi, bơi chung với người cá tiên cá để giúp mấy bạn lấy lại kỹ năng sống ngoài thiên nhiên. TV từ từ đợi Tion. Rồi nhiệm vụ của em tiếp theo nè, gỡ mấy cái giỏng này ra, mình sẽ lấy mình đem đi giặt sạch sẽ. Ừ, em gỡ đi nha, còn anh lo anh xịt cứt thêm cho sạch. Tới giờ chuồng của TV. Đó, thấy tôi xịt không mấy bạn? Mấy người mà lấy rái cá của Tion nha, giả làm tổ chức này kia nha, bắt thú của Tion nha. Đó, về nè, chắc làm hại nó hết rồi, phải không? Thấy mấy người ác lắm nha, hại động vật. Dạo này còn bắt trẻ em bán qua Trung Quốc nữa mà, chứ đâu phải bắt riêng gì động vật đâu, đúng không? Chắc tại vì người ta bắt cái cá không đủ, người ta bắt luôn con người phải không? Đúng rồi, động vật thiên nhiên bị bắt, bị lấy vơ vét cạn kiệt thì tới phiên lấy tới con người. Một người bây giờ trị giá là 500 triệu mà. Gì vậy, đúng vậy? Ờ, mạng người vậy đó. Em tưởng là phải mấy trăm tỷ luôn chứ. Bắt qua rồi lấy nội tạng giết hại rồi bắt làm nô lệ. Chắc là em người đang là bắt cóc em lấy cái đuôi em giả mặt người ta. Hay là chặt tay chặt chân cho đi ăn xin. Ghê lắm. Nên á, phải bảo vệ thiên nhiên và động vật. Em mà thành người cá rồi không ai dám bắt em nữa, biết sao không? Bởi vì em làm đệ tử của Tion, em nổi tiếng rồi. Ai mà bắt em mà bị mất tích thôi. Là mấy người bắt là họ sẽ bị công an điều tra rất là gay gắt. Nên họ cũng sợ bắt mấy người nổi tiếng lắm. Nên em thấy mấy người mà bắt cóc á, đâu giờ bắt mấy người nổi tiếng đâu. Đúng rồi, bắt người thường không à.